Ủa nhá, cái cầu cảng vẫn còn nhá. Bay xuống kìa, có tiếng bay xuống kìa. Cái trái kìa. Chết rồi. Vào đi em, không chết rồi. Ủa, má xem chết đây mày. Thôi rồi, thôi nào. Nghe mày có ông bà đỡ chứ không chết mẹ. À không, nãy mấy thằng ở container phía sau mình chưa chưa lòi mặt ra mà. Đúng không? Nãy mấy thằng ở cầu cảng bay xuống. À, một thằng duy bắt. Còn Còn một một thằng thằng cuối nữa. trốn đâu. Dưới à? Rồi, I see you. Em chó. Lúc với chúng tôi bên đây bảo tối quá là gì bảo à hát chứ có gì đâu bảo tối em. Cái tiểu liên mới vẫn mạnh. Nếu mà đứng gần thì ok anh, khoảng cách sát sát này thì cảm giác đang to với lại cái tiếng bắn của nó nghe cũng lực nữa. Đó như này em bắn lưng ông Thánh kia đây, pẹt 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 đây. Đi ngủ ngon nhậu xỉn đấy hả em, nhậu xỉn hả kem. Trời má, tối giờ mà chưa bắn đúng kêu cái khẩu đó luôn á, cứ lẹt tẹt tẹt tẹt. Bé có đói không? Ờ, có đói ăn bánh bao trước đi. Người ta thì cái đuôi tai rồi ta. Cho mọi người chiêu mộ xem mà. Mới nhậu nhẹt xong vẫn cô đơn cái gì hả em? Em bị tay rất trên lại. Nhìn thấy con nhân vật này nó ít kêu hẳn ta. Nãy giờ em cũng nhất chiêu trong trong tim chứ đó là em còn đứng sau hòa rồi hết chạy trong anh em yếu lắm rồi. Đi
yếu lắm rồi đó, thằng nó yếu lắm rồi. Có xin nếp rồi. Nhìn ra nó kẻ anh ơi. Mấy nhà này nè. Bay ở bay qua kia kìa. À, hack kìa. Ôi trời ơi. 170 này là đằng hack trong nhà anh ơi, cứu trong nhà, nó cứu nhà em. Ai. Nhà đây nó không được, nhà đây nó không được. Ui. Một thằng ở ngoài bờ tường này. Hát thôi. Có hát không? Có hát không? Có, thằng đó thằng hát mà, thằng 70 nó chạy như tên lửa trận đầu tiên bị nó giết thôi. Trận mà mình đi mình gặp team PG không biết ơi đó. Đây. Ôi, đây. Kìa, chạy kìa. Đó, sao? Tôi được out luôn đi nguyện. Mất gì nữa. Ờ, out. Mất thời gian. Không. Hello Nguyễn Tâm. Cháu suy nghĩ tương lai trong cái cô đơn. Đại hán đúng không? Đỉnh cao đại hán đúng không? Hát thì chúng ta lại ao, cho nó bắn mình. Thôi thầy bót. Anh núp trong nhà nó đục cũng được. Sao được? Đúng rồi, thằng gặp hai trận này là trận thứ hai gặp thằng con lợn đó. Còn một trận gặp thằng khác được cơ. Hai ba trận đã đỡ cái bắt đầu cuộc sống vượt thành thất bại người đó người thì ít mà bốn trận thì nhiều thế thất bại của cháu. Bắn này giật được thế tốt đấy. Lợn không sẽ bay. Bây giờ bay phế rồi, đừng bay nữa. Mình đổi ngón xong cái bay cái ngón tay nó cũng cuống thôi, chả sẽ bay rồi. Tìm. Đút nhanh qua cover nó mọi người. Coi. Xin cái tháp. Ok, có kìa một team nha, trước mặt mình nha. Sợ
mất tiền yếu lắm mà. Chết mẹ rồi. Đừng có xuống nha, mọi bắt mấy thằng lẻ trên thôi. Ui, đâu ra vậy? Không bờ em cứu nhá. Chị chẳng cả. Trên cao. Để ra, cứu đi. Chết rồi bạn. Còn thằng trong 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 anh ơi. Không phải không? Không có anh. Chưa được mạng nào. Bên anh nhỉ? Vậy ạ. Vậy. Nghe đông nha. Ôi, mất rồi. Tâm bóng về rồi. Trên đồi. Viên nữa. Từ đứng một viên luôn. Em xây đi. Quả khí ta. Đây là bốc chưa được đại nào. Ngủ vừa với tay luôn. Vừa nhanh tay thật. Lỡ ấn này cái bay máy bay thì bố mày ra này. Bay tiếp hậu đấy. Cái thằng trên kia còn nóc ấy. Ok đây còn nóc mà đi đâu nhỉ? Tiếp đi mọi người. Để phản luôn. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người.
ship nhỉ. Còn được phải ha. Cú đen nhỉ. Chua. Đây 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 đây. Ôi giời ơi. Ôi trời ơi. Không sao. Nhảy xuống bắn rồi. Không sao. Bến xe mất chip. Tính ngày đây. Về thả ngày đây. Không. Không kêu tròn chị. Không ạ. Từ từ tí em lên giờ mà. Cái đồng đội chết rồi tất cả là của em. Quá là hợp lý luôn. Ủa tính nan nữa chứ. Chứ không có. Chậm đi đâu. Lâu lâu lại quên cái bản đồ. Gì vậy? Trời ơi, con bút xa vậy luôn mà bạn đòi ăn hả? Con người đâu ấy. Chạy đi mồi kìa, con người mà ăn được con lạnh bạn đúng. Mẹ hốc à. Ôi trời ơi. Số không được ăn kêu rồi. Chưa thấy không? Mất kính được kìa. Ai rồi đã bạn. Đây bút xong rồi kìa. Thôi gì em anh ơi. Ăn đi nè. Còn lấy động lực chơi game cái. Bài rồi tới kill hao rồi. Cái bài tới kill hao rồi mình vô đây. Bắn tiếng đồng hồ không còn kill hao đi. Vô tiếng trong đi tính cho nó ăn kìa. Mày bay. Đây mà dinner đi. Dinner đi. Dinner thôi. Gì đi chọc chó kìa. Tôi kêu qua dinner này. Em ngủ luôn. Lucas. Hai team đang chọn nhau. Chọn nhau. Ấy một nóc kìa. Cái. Biết thế nào là địch cao cái hết kia các bạn. Bề giáp. Super bom nè, super idol bom nè. 6 quả bom. Bạn khó hẹo luôn. Ui, thằng quá. Đã yếu rồi, anh nóc được đứa rồi. Múa. Đây, cứu cho. Múa. Ép chúng tôi mày quá được hai mạng. Không được mạng cái gì.
cà chua đúng bạn để nấu với mình là hợp lý luôn. Tinh thần. Quy trần tôi đến phút 10 và điện ra vui vẻ. Cảm ơn em, cảm ơn Quy trần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. Chứ chị... Đây anh đâu cầm mắt 10 đâu nè. Đâu, đâu phải nhận. Chị chia ta cửa. Chị chia. Chị chia. Chị chia ta cửa. Ta cửa. Tại ta. Anh tới. Cứ ăn xong một thứ này thì đi. Máy bay kia bay ra bo làm gì biết nữa. À, đây bố mày lại đây sẵn rồi. Tới đây. Bay không tới đây à? Lỡ ấn này. Phá hoại. Cái ai nhỉ? Một thằng lái máy bay đấy thôi. Giờ nó đâu không biết. Trời, tiêm kích tiếp rồi kìa. Quay tới chỗ bạn kìa, bạn Duy. Hóc nó kìa. Thì nó cắm đầu chết rồi hả? Bay ra bòi. À à, không thấy luôn. Rồi, bắt nó đi bạn. Bắt nó đi qua tính mình lấy cái FHG. Em quá. Một viên à? Ôi, bay bắt rồi. Vứt rồi. Đó đâu rồi? Vứt rồi anh ạ. Một viên tên lửa. What the hell? Thôi đi bộ đi. Phải rồi. Làm đầy đến giờ. Sao thế? Rồi, bây giờ rồi. Nhảy đâu đây đây. Máy máy bay đi tiện lấy là bất tích luôn. Bắt luôn rồi. Chán thật. Chụp vào trải nghiệm máy bay trong chán nào hả? Rồi ơi. Không thấy luôn. Ủa mà sao còn đông vậy mà lượn máy bay chả thấy cái móng nào trời.
là tất ngoài bò ấy. Có cái em muốn xàm để có cuối thì phải cho tựa ông tôi chạy ở bôi. Cơm còn đùi nữa. Cơm còn đùi. Lượn mỏi cả thầy, không thấy kia nó ao luôn đấy. Ao luôn thật đó. Lúc có thiệt đông nhỉ, lúc chả có ai nhỉ. Cứ đi hồi dọn người ta thế nó chả nấp. Ai hù gì đâu. Với cổng cái FHD chưa bắn phát nào. Vẫn mà nó chạy bất. Ép cái quần đùi. Bay là cỡ nay mà không ăn được con bốt nào. Cha buồn hệ hồn. Đùi. Quần đùi. Ê, à, không có bốt ăn rồi. Em sao vậy? À, đứng dậy nữa đi em, đứng dậy chơi nữa đi em, đứng dậy chơi nữa đi. Bắn tiếp em. Bay đi tìm bốt. Bắn tiếp em. Bắn đi. Đứng dậy. Đứng dậy bắn tiếp đi. Trời ơi. Chết bo nè. Đứng dậy kịp. Chạy nhanh, chạy nhanh. Ăn thật cái thằng kia nó quầy chỗ nào luôn. Bay phải bay chán nào. Lại luôn cho Ok. Nó khuyên bảo hết, nó khuyên bảo hết. Tìm tút quân luôn. Quá lấy. Buồn của bốt. Này em gà nhảy đi. Hai con kia đánh nhau ngoài. Hai con chó đánh nhau ngoài. Bay dưới nước đủ với một đống máy bay bay luôn này. 2, 4, 6, 8, 9 luôn này. Một phi đội tông nhau thế em nhờ sai em lắm không có cơ hội được tông em đâu nên đi bắt cá rồi đi bắt cá tắm biển Sầm Sơn bắt cá nè anh thực thăng thế hệ mới em thăng chạy còn nửa dưới nước con thực thăng lội nước. À đúng, mỗi lần mình kích được cao khi nào đây? Đang. Anh gà nhảy đấy anh gà. Kíp về anh nhảy ha. Gà nhảy quá à. Anh này. Em bảo em đang được thư giãn tay, không cần phải nhảy. Càng đông bùi thế. Em ba tìm. Cả có 3 team mà. Để đem 1 team. Không được kill nào rồi. Một thụt em ơi hay quá
biết chơi luôn. Ok sẵn rồi. Ui dồi, thục dính mình ạ. Vậy ý mà con lợn gì ăn mất của em. Chán thật sự. Bắn này CBL. Bác kìa. Anh em vợ tòng. Đã rồi. Mình cắt nó đi. Qua hỗ trợ nó đi. Không cả đợi có chip không? Dạ, đúng lắm anh ạ. Chờ đợi chip không ạ? Gì đây? Nói không? Lại đi công ty nó hồi sinh được là mệt đấy. Thế phải có cả không đi. Có gì đâu mà mẹ ta nó hồi sinh thì lại có kêu thêm. Chủ mọi người đi đâu hết rồi. Hiểu ý em luôn chứ. Quá là thơm luôn. Ngoài đường đây là... một ngoài đường anh xin. Bó gọi nó họ. Các đứa chạy xe phía trong. Không bắt đầu không chia ca nha, đúng không nhờ. Ủa, ta không đủ yên. Đứng yên rồi. What the fuck? Thấy gì chưa? Còn thấy gì chưa? Đốt hai anh em. Má nó bắn cái gì đâu, dùng ghế hồn. Không được chửi bạn ơi. Má nó bắn cái gì mà nghe nổ khiếp vậy anh. Nhìn thấy nổ khiếp rồi. Bắn súng đồng chí ơi. Bắn súng. Cho xin viên đạn, anh còn là tiểu liên không? Đây anh cho 100. Xin. Này kiểu khi bắt đi tâm khó rồi. Ngoài chỗ vế. Các bạn chạy hay là bạn chết. À đúng. Rồi. Đâu thế? Đặt bét rồi. Ủa đừng không tiền rồi, trời ơi. Đúng. Lần duy chưa bắt được à? Bắt được cứu đi, giáp lần. À thôi còn kìa, tác đi. Cứu đi, cứu hoài đi. Bắt luôn. Đằng sau nhỉ. Các bạn cứu hộ mình. Đừng ném nè. Anh xíu, anh đang tới này. Mới kịp không? Em lấy xe vào trước nhá. Ừ, ok. Lên xe anh gà đón kìa, anh gà chở kìa. Đi anh ơi. Úi dồi. Có một mà, thoải mái đi. 6 máu. Đâm. Thôi. Cú tiếp thôi, gì đâu. Gần bom nữa. Bom này đơn giản mà.
Không, em nốc toàn đồi. Cứ nốc đi là em cứu. Em nốc. Cứu được không? Không được, xíu, phải được thẻ. Đu dây lên đi, đu dây lên đi, đu dây lên đi, anh chạy xe còn cho. Còn nha em, đang chơi nha em. Thằng kia nó lằng lằng, nó muốn chơi nè. Nhặt thẻ chứ chơi nè. Chơi có lợn Duy lo gì. Duy đầy máu mà. Hai máu. Thôi em chết rồi anh ơi, vào bo đi. Gần rồi mà, lo gì. Chịu. Ôi bỏi lần nữa chạy nhặt thẻ. Trời ơi, chạy vô bo kìa. Ngay cầu rồi. Đấy. Anh sẽ đưa em đi tới nơi về tới chốn, ok chưa? Chưa thấy vào bo mình nốc khoảng 5 lần. Bảy đó quá cầu nốc như vậy. Bốn máu. Ua, cần kịp, cần kịp, cần kịp. Hai. Một. Không kịp. Cố lên anh ơi, đừng nốc. Đừng nốc. Ai thật. Lại do không cánh giáp luôn chứ. Sợ quá kìa. Trời ơi, còn con lợn gì kìa, mọi người quên con lợn gì kìa. Cứ lợn gì có che rồi, anh thấy rồi. Ui, xin anh đi kiếm ít đồ này. Ăn miếng thịt bò khô mà không theo. Kiếm đi toàn nơi. Ui, xe lật rồi anh ơi. Em ơi, lúc mình mời mãi không vậy ạ? Chạy bộ một tí. Làm gì qua đó nào? Ăn chip luôn nè. Kêu anh gà kêu có xe mà. Lật rồi. Thế số 4 có xe mà. Thế là xe một lợn tí. Anh đầu này có xe 4 à? Ủa, con tiêm kích bay nhanh vậy. Vừa thấy nó cứ rèo mất tích rồi. Trước mặt kìa, cẩn thận kìa. Ăn miếng thịt mượn không xong này. Cười. Cậu súng nào nên hồn. Chết. Hàng vào kiếm. Chết mẹ. Giảm nó ra hàng vào mặt hết người. Hết khính kìa. Hết rồi này đông đấy, ăn hết khính kìa. Này thì bánh đấm ra trời. Ôi. Sợ cứ hào hào quá. Ủa, thử cái ăn mất rồi. Hát làm chó kìa, hát làm chó kìa. Anh hết rồi. Kiểu nào? Nhát vừa mới thấy đó, cái nó liếm mất rồi. Có bốt ăn chưa? Có bốt cho ăn nè. Đi ăn đi bốt. Tôi ít đạn ăn. Có đạn đâu. Mộ nhà này không mà. Cho áo chụp viên đạn. Ok, bắt máy bay thôi rồi bò. Ai ui. Ui. Đừng giờ thì nhanh có cặp vũ đấy vậy. Giờ bắn chiếc đồi anh kìa. Trước mặt, trước đồi á. Ok. Ngoài bò ấy nha. Cẩn thận. Chạy bò ấy chạy luôn. Đúng. Thôi, vậy nó không muốn mình bắn rồi. Bắn đi. Lợn gì với xuống mình chán bạn rồi nhé. Hai xuống biểu hết nó đồ ngon hết rồi. Trong cái phòng trước mặt này Chơi, đứng gì nè. Ôi các bạn, biết trường rồi mà. Ui, snip em ơi, snip. Để, đang lút đồ. Snip kệ em đang lút đồ à. Đang bận lút đồ, clip kệ. Nít
Em biết đừng để chậm thế. Thấy còn chưa thấy thằng sân rồi, bạn bắt sân ít, bạn khều, bạn gì cam bo rồi. Rồi nhẹ tí là bị căng bo. Rồi nó bay xuống rồi, đây này. Ừ, nó chết mẹ rồi. Nó bay ra em ơi, nó bay ra. Bay đi cứu nó hả? Bay xuống đường nào anh? Bay xuống ở đây này. Đây 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 đây, tới cục đá cạnh ai rồi. Từ 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 từ, anh đang qua rồi. Yếu lắm rồi anh ơi, yếu lắm rồi. Ê. Còn cái gì? Còn mấy bay nữa, cũng phải lấy phát gì bây giờ. Cứ thích chọc chó thôi. Trên thọ rồi. Thính, thính nó liếm sạch rồi. Không còn được cái gì cho mình nữa. Còn cứ nịch. May quá được cái bàn. Quên được cái bàn. Cao đi em ơi, mình cao đi em ơi. Không sợ anh bước cuộc, không sợ anh bước cuộc. Luôn em ơi, ta cùng về một nhà. Trăng lên lên cao. Ông có nhấp nhông. Em đi cờ liều nó. Có giống như hải tiger kìa. Có súng đỏ biết bắn. Em đi cờ liều. Ừ. Thôi thôi, gom team đi nè. Ấy quay chơi. Ô kìa kìa, thấy rồi anh ơi. Từ từ, sấy chết hàng sấy. Sấy chết thì hàng sấy, đừng sấy tầm bậy lồ sai. Ở đâu nhảy đấy? Rồi, nó nhảy rồi. Ôi vô. Ở đằng bắn dưới nha. Hai team đang bắn nhau, hai team đang bắn nhau. Tủ đàn này có cơ nhẹ cái nhá. Ghê vậy em. Anh phía dưới kia mà. Hỏi ơi, xuống đó làm gì em, ngoài bó rồi. Em một thằng đây này, thằng ngang luôn này. Ô bắn dưới đấy à? Tưởng nhảy đây chứ. Ừ, dạ. Đâu? Cho ta. Ui! Ui! Ít cái bom! Đang chạy lên anh ơi! Chạy lên á, cứu của em mà. Ông anh là sao anh chết được? Đây cứu được này. Hết cứu rồi. Đáp. Cứ yên tâm. Nhân gần này. Anh nằm xuống rồi nè. Quá đi ơi. Yếu lắm rồi anh ạ. Yếu lắm rồi. Hai thằng lận. Một tin. Tụng quá, nói quất được gì đâu. À, thằng ghê như Atit gì mà nó bắn ghê nhờ. Ôi sao nó bắn ra được em ạ. Đấy có thằng Ninja. Ôi cái gì vậy em? Sao không kêu? Ngồi bo luôn mà. Má anh bị hack kìa. Điếm đi anh, điếm đi, khói thì cứu còn không thôi. Không anh hết khói rồi, hết sạch khói rồi, anh bị hack rồi, không bắn được. Chắc em bốn của khói nhá. Rồi hết. Ê, nó, à thằng này bị nốc. Má người nó chính trong tường luôn, để trong đất luôn đấy. Ôi chồng, nó im kìa. Đòi coi mặt em như thế.
Facebook em có mặt mà, cần gì đi coi. Còn này di tâm, bắn như ca di tâm nó không chạy luôn mọi người. Chỗ này nó đứng bên trái mình mà mình di mái không qua. Thì chat đi Duy ơi. Ê, thì chat nhau vào. Qua đây vô bô gần nè em. Bên thím nào vào bô gần hết, bên lợn Duy đi. Ở bên nào cũng vậy đấy. Bên nào cũng vào. Bên đó trống lắm, đi bên đó trống lắm. Có người rồi. Nó đỡ. Mà thua rồi, ok. Anh cứ đi lẹ lẹ nhau. Ui. Ai cả nồi. Toán mà nó bắn còn chết thì chịu rồi. Xác hình đấy, xác hình. Ủa đen đấy, ủa đen đấy. Chết thì hàng ra, còn không thì thôi. Chặt nghỉ mọi người. Thì quá nhàn, trận thì quá kinh. Thế ai bắn móc mùi 3 viên chết. Còn bị 3 viên chết được em. Ép cứu bé mình. Giải cứu bé mình để anh gọi cho thầy ông nội nha. Thầy gọi thầy ông nội tới với bé mình rồi. Cho thiếu một rồi đó. Họ vừa chậm này, chắc lại ra lướt gì rồi. Ủa, một người nữa đâu rồi? Từ từ nhảy rồi. Đúng rồi mà. Cái người qua đằng nhanh. Chậm hạt nhân nó tin bên tay phải kìa. Mấy căn nhà chạy lên nè. Yeah.
Leo nhà đâu. Cái xe tải á. Trên cao em ơi, trên cao á. Cao. Hiểu. Chắp à. Chỗ Duy cứu Duy được. Hiểu sao cái xe, sao xe nó không bắn được. Đứng sau xe bò ra trống nhé. Có thằng đu dù dù yếu này. Cảm ơn. Airdrop incoming. Anh ấy sẽ chát nên nó không dám nhảy xuống. À, thấy này không? Nó trận trận này mình nghỉ đấy, chứ còn nó liên liên đi xuống hỗ trợ luôn chắc đầy dưới đó nhiều vậy chắc có gì còn nhà bay nó về giờ ngoài chắc cơ chiến phượng hàng về luôn vào đây nữa bên xe hay cái gì mà lút lút gì đấy ấy. Ủa cái này là chưa nhặt tác anh gà hả ta? Ồ bảo sao mãi bảo sao mãi không thấy anh gà xuống. Rồi rồi bạn. Nó quên anh mất tiêu rồi. Em cứ nhìn ủa sao bồ nó xuống rồi mà sao anh gà chưa xuống. Anh em nhặt tác có mỗi con lợn gì thôi.
đây kiếm hết đồ luôn. Anh vừa thịt em trong. Anh biết gì đâu. Xin em dí dí anh, lùa anh quá trời. Em cười với lờ. Ủa mấy bài nó vô đây. Hai cho mày đó bố. Sang DK nãy qua hay vua rồi, lúc trong nhà chạy đến nó bắt. Thấy bạn đi sang của nó. À, chạy đâu, rồi lúc rồi vậy đó, kem á, kem ngay bên trên này. Có ít người ta. Cẩn thận, này nó hack nha, này hack đấy. Nhưng không có lý do thì nó biết mình ở trong đấy chạy thẳng. Quét không quét đi này kịp kịp à bên xe nhá, bên xe nhá, bên xe bạn lút nhá, mới phía trên mình lút rồi, hoặc là dãy nhà bên cây xăng hầm hầm bên này trong chạy lên cây xăng này. Có loạn lang dù này. Không bình mí, nhưng bạn biết là hầm khoang đạn vàng nha. Lấy đi rồi shipper cho người ta em ơi. Nếu anh là treo nhé. Anh thấy em cũng chết. Lại gọn kìa. Lại chết miết rồi em ơi. Này có tên súng nè. Ta chơi nhé. Tên súng đòi tầm này được không? Tạp sẵn nhíp nhầm, ngồi đi. Ta xí lại nhẹ luôn. Xí lại nhẹ. Đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Có cả giáp đây nhé. Có nhép luôn. Bên đồi là người nhá, lên đây bắt lại bên đồi đi. Bạn ta đã không dư cái... Thấy không? Cái gì? Không có red dot không? Vứt ra chốt rồi. Ok.
Yeah. Bên trái có một luôn. Bắn không? À, nó đi rồi. Bắn có ăn được đâu. Ủa chơi iPad thấy xa nhỉ, anh chả thấy gì luôn á. Chơi anh cài cái FOV rồi đó. Chân gần. Nhảy lục. Sau lưng nó, sau lưng nó. Chơi lục nhờ, nó lục nó bắn nhờ bạn. Thằng kia chơi lục, thằng kia chơi lục. Kia cầm lục chạy nhá, không dám rút xa chạy luôn. Chạy xuống khu nhà dưới ấy, xuống. Thấy thấy em rồi. Nó xuống rồi bạn. Thấy tiếp rồi. Trước mặt nó đang nằm luôn. Người bắn chỗ này à, nhiều người thấy có thằng bắn trước mặt bạn không? Bé mấy con lợn này. Ở đâu có đấy. Một thanh niên lấy ván chạy rồi nè. Má mình chạy tí mẹ, nó không chạy tí mẹ luôn. Rồi trước mặt hai cái ván rồi. Rồi có hai cái ván. Ngồi lấy mẹ, xe tăng bắn trước mẹ. Chứ còn gì nữa, mẹ thập chó à. Ở đây, trên đồi xin lỗi, đi nhầm đường. Ném cái quần ngồi. Người ta xin lỗi luôn mà. Từ lên lấy cái đồi cao. Quay lại bắn một. Chó con. Đứa nào bắn chậm. Nhảy đâu bây giờ. Bắn chậm mà. Bắn xuống ngay đây mà nhà tớ. Đây sẽ bị phóng nha. Ừ. Ôi, còn đâu nữa. Chó à, chào Uber luôn. Chưa có trận nào gặp, anh gặp rồi, anh bị tối nay gặp 3 trận à. Chưa hết rồi. Máy mà nhặt được cái ván. Ở đây, một trận. Con này bom giáp. Bom giáp nhiều. Con này ở ngay dưới hòm của anh đó. Còn đến mất tí rồi. Cho thành viên này. Chỉ đạn có thể đây, trăm viên đây. Gì? Còn ngoài mô, còn ngoài. Còn ngoài mô để vô đó kìa. Ơ mình đấm đi bây giờ. Mình vứt trăm viên đạn nè. À đây. Mình lại chạy ngược lại. Đi ăn thính. Đi con trái nè. Thính nó ăn được. Kìa trên đồi kìa. Trên đồi đang chạy ngay trên đồi này này không? 150 này. Đủ quét. Ui dạ. Lưng. Thế đây nè bạn ơi. Tranh thủ. Tranh thủ vào bò á. Chưa còn gì nữa.